Mấy người sao để em? Em thấy cặp chồng em cũng hơn. Diệu Nhi rủ Huyền Baby lập nhóm hát để nịnh chồng, nhưng đến phút 90 lại bị bệ kế hoạch. Một trong những tiết mục ấn tượng nhất Gala Queen Choice Awards 2023 phải kể đến sân khấu mashup của 7 sao nữ đến từ chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Đặc biệt đến phân đoạn hát của Diệu Nhi khiến khán giả bật cười vì phá cách vô cùng hài hước. Diễn biến sự việc như thế nào? Mời cả nhà cùng theo dõi tiếp ngay sau đây nhé! Đằng sau hội trường này cũng chứa nhiều điều thú vị. Diệu Nhi đã rủ Huyền Baby hát bản gốc Kệ Yêu Dấu Của Em Ơi để tặng chồng. Nhưng ai ngờ đâu, khi đến với Queen Choice Awards thì lại bị đổi thành Chị Yêu Dấu Của Em Ơi cho đúng tinh thần chị đẹp, dù Diệu Nhi chuẩn bị hẳn biểu cảm khi hát tặng ông xã anh Tú. Ê, chị hát qua đại học nè. Chị hát qua thầy đi tặng chồng chị. Ủa nhưng mà thôi em nè, lúc mà chị ra chị hát mấy câu nào đi. Mấy câu sao để em hát tặng chồng em cũng hôn đấy. Hôn đấy. Ok. Cuối cùng, kế hoạch nịnh chồng của nữ diễn viên đã bị bể. Bên cạnh đó, Uyên Linh cũng chính là cô giáo thanh nhạc theo sát Diệu Nhi trong quá trình thu âm. Không ít lần quán quân Việt Nam Idol không thể nhịn cười khi nghe cách hát đầy hài hước của đàn em. Tuy nhiên, Uyên Linh vẫn hướng dẫn Diệu Nhi một cách tận tình để cho ra một bản thu hoàn hảo nhất. Và cuối cùng thì là sân khấu được nhiều người yêu thích ở Queen Choice Awards 2023. Còn bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nha. Gửi ngày tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.